cháu của trường trung học Tứ Liên, thằng cháu trường trung học Tứ Liên xong anh sẽ để anh điều trị. Rồi em đi đến nơi các đội em đứng nguyên nhé, sau đó anh ngồi điều chỉnh là lấy cứng răng khỏe nhá, để lần sau bắt đầu em chạy các em nhớ vị trí của mình.